Lớp 3 bài 3 thì yêu cầu chúng ta nhập vào một mảng nguyên từ bàn phím. Vậy thì số phần tử chúng ta có thể cho trước là n bằng 3, n bằng 5, hoặc là các bạn nhập đến khi nào chán thì thôi. Nhập đến khi nào chán thì thôi. Ví dụ như là các bạn kêu là nhập 5 phần tử thì mình for từ 1 đến 5 rồi mình nhập vào. Còn không thì cứ nhập. Hỏi tiếp không? Tiếp thì nhập tiếp, còn không thì thoát. Đó, như vậy có hai hướng để chúng ta đi. Như vậy trong lớp 3 này chúng ta sẽ nêu bài 4. Bài 4 của chúng ta hả? 3 hả? 3 quản lý mảng. Như vậy chúng ta sẽ làm bài 3. Bài 3 là quản lý mảng. Trong bài 3 các bạn viết giúp cho thầy hàm main, bởi vì bây giờ cái nào mình cũng làm hàm main trực tiếp chạy cho nó dễ, rồi sau này các bạn dùng kiểu khác, chúng ta dùng class và chúng ta gọi nó qua chứ không có dùng hàm main. Trong một project chỉ có một hàm main duy nhất thôi, còn tất cả những cái class khác thì chúng ta gọi đến chứ chúng ta không có viết nhiều hàm main. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái mảng số nguyên in. Chúng ta phải khai báo kiểu mảng. Và ở đây mình để là ARR nguyên hoặc là ARR in cũng được. Tùy. Nguyên. Mảng các số nguyên. Và giả sử chúng ta sẽ nhập vào N để mà biết là chúng ta nhập bao nhiêu phần tử. Scan scan bằng new scan ses tem.in. Những bạn học online có theo kịp không? Rồi, ngủ hết rồi. Nhập vào số phần tử của mảng, nhập vào số phần tử của mảng n bằng scan chấm net in số phần tử, và chúng ta sẽ duyệt từ 1 đến n hoặc là từ 0 cho đến n trừ 1 để chúng ta nhập vào n phần tử mà chúng ta cần. Vậy lúc này các bạn sẽ dùng for inti bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Tại sao mà chúng ta duyệt từ 0 mà không phải là duyệt từ 1? Tại vì vị trí của mảng sẽ được đánh index từ 0. Các bạn duyệt từ 1 cũng được, thì đến vị trí của mảng thì chúng ta trừ lại. Còn nếu mà chúng ta việc từ 0 thì chúng ta vị trí của mảng thì chúng ta giữ nguyên giống nhau hết. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ xuất ra một cái câu thông báo, tức là nhập phần tử thứ bao nhiêu, thì chỗ này thường mảng thì chúng ta gọi là A, và chỗ này A mấy thì thường chúng ta sẽ dùng printf A bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dùng dấu ngoặc vuông để mình hình dung cho nó giống giống một cái mảng. Và ở giữa này thì mình sẽ xuất là giá trị của y bằng phẩy y. Các bạn nhìn kỹ nha. Rồi ARR thứ y sẽ bằng scan chấm net in ARR thứ y bằng scan net in ARR nguyên. Chỗ này chưa được khởi tạo, chỗ này nó kêu là chưa được khởi tạo. Vậy thì chỗ này mình sẽ khởi tạo kiểu gì? Nó kêu là cái mảng này là mình chưa được khởi tạo ha, cái giá trị của cái mảng này cần phải được khởi tạo. Vậy thì mình sẽ khởi tạo cho nó ra làm sao? Khởi tạo giá trị null
thì nó hết lỗi. Và mình đã nhập xong thì chỗ này mình xuất for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n cũng được. Hoặc là bây giờ mình có danh sách mảng rồi, mình biết là mảng của mình có bao nhiêu phần tử rồi, thì mình có thể nhập chấm len chấm phẩy y cộng cộng và mình xuất cái mảng này ra. Các thành phần của nó mình sẽ xuất là a r r thứ y cộng với 1, 2, 3 khoảng trắng. Để có bao nhiêu phần tử thì nó sẽ xuất ra. Như vậy mình đã có được phần tử nhập. Tên này là nhập ha. Dưới này là xuất. Và mình sẽ thử nhập vào vài phần tử xem. Ví dụ số phần tử của mảng mình nhập là 5. A0 bằng 7. Tại sao lỗi? Sao lỗi đây? Nó không bằng 7 sao lỗi? Khi mà chúng ta khai báo mảng đâu có 7 là số rồi. Đây là scan net in đúng rồi. Ừ. Chỗ này xị. Ví dụ chỗ này mình sẽ khởi tạo sao đây đó, vấn đề ở chỗ này thì các bạn quay trở lại cái bài của mình hôm trước về mảng phần khai báo của chúng ta. Trong trường hợp mà cái mảng mình khai báo thì nó chịu rồi đó, đúng chưa? Mảng thì chịu rồi nhưng mà chạy thì lỗi. Mảng của chúng ta vừa hôm trước chúng ta khai báo. Chứ nhiều khi mình thấy là đơn giản, khai báo thì chịu rồi đó. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ dùng cái này. Đặc biệt khi nào mà bạn dùng đến cái phần mà kỳ dữ liệu array list thì nó mới bỏ qua cái chuyện khởi tạo. Còn đối với mảng thì các bạn cần phải khởi tạo giống như thế này. Và đây là cái nhược điểm của mảng. Ví dụ, danh sách của mình là danh sách lớp. Đôi khi lớp này 30 bạn, nhưng mà có lớp 50 bạn, có lớp có 15 bạn, có lớp đến 100 bạn. Như vậy thì lúc này mình phải khai báo một cái mảng làm sao mà chứa lớp nào cũng được. Vậy, mình khai báo 50 được không? Không, đôi khi lớp 70 sao? Đôi khi cái lớp mà các bạn học tập trung đến 150 sao? Vậy thì mình nghĩ rằng lớp tối đa là 500. Đúng không? Lớp tối đa là 500. Và mình khai báo số phần tử là 500. Cuối cùng sao? Cuối cùng lớp bình thường toàn 35. Mà khai báo lúc nào cũng 500. Nhưng mà không khai báo 500 thì lỗi. Bởi vì có nhiều lúc có một lớp học chính trị chẳng hạn, vô một phòng đến 250, 300. Đó, vấn đề ở chỗ này. Mà đó là nhược điểm của mảng. Thầy, bây giờ chỗ này chúng ta sửa lại. Không phải là cái này nữa mà chúng ta sẽ new in. Ví dụ 50. Số phần tử của chúng ta là 50. 50 phần tử. Số này là số lượng phần tử tối đa được cấp cho bộ nhớ của cái mảng nguyên. Chứ con số 50 này nó không phải là giá trị gì hết. Nó là số lượng phần tử. Giống như là số ghế đó. Số ghế. Rồi chạy lại. 7. Hết. 8. 3. 9. 2. Được không? Đây. Vấn đề là chỗ này. Vấn đề phát sinh. Bởi vì mảng của mình bao nhiêu phần tử? 50. Và mình đã khởi tạo 50. Cho nên nó xuất 50 phần tử. Nếu mà mình dùng len thì nó xuất hết. Vậy chỗ này
chúng ta phải xuất đến N. Đó là nhược điểm nha, đó là nhược điểm của mảng. Như vậy khi mà bạn xuất như vậy rồi thì nó xuất đúng cái mình cần, ví dụ 3 phần tử 6, 8, 7 hết. Khi mà mình học lên Arraylist, mình cảm thấy là cái sự phiền toái này của mảng biến mất. Tức là mảng mình không cần khai báo số phần tử trước, muốn thêm bao nhiêu thêm, mà cứ thêm bao nhiêu thì nó tính độ dài bấy nhiêu, rất thuận tiện. Còn bây giờ mình đang học mảng thì thầy phải chỉ ra cho các bạn thấy một số lỗi mà mình có thể gặp. Thứ nhất là mình không cho cái bộ nhớ cho mảng. Như vậy lúc mà các bạn khởi tạo á, các bạn không có khởi tạo là cấp bao nhiêu ô nhớ chứa được mảng, thì khi mà bạn gán giá trị thì nó không có. Mà cấp rồi mà cấp nhiều quá đó thì phí, mà cấp ít quá đó, thì không được. Giả sử chỗ này mình cấp chỉ có 2 phần tử thôi, 2 phần tử, nhưng khi chạy mình nhập nhiều hơn 2 phần tử, ví dụ N của mình là bằng 4 phần tử đi, A0 6, A1 7, A2 8, A2 đâu được cấp bộ nhớ đâu. Mảng này không được cấp bộ nhớ ở phần tử thứ 3, cho nên nhập vô nó không biết đi đâu hết. Đó. Thì lúc mà cái chỗ này mình phải cân đối là số phần tử mình cần quản trị là bao nhiêu, tương ứng với số lượng sinh viên hoặc là số lượng gì đó, thì lúc đó các bạn sẽ khai báo phù hợp. Được không? Đó là về mảng, khai báo mảng, nhập mảng, xuất mảng. Ổn chưa? Hôm trước mình cũng có một vài ví dụ rồi. À, tức là mình nhập N xong rồi mình new. Thường là ít khi người ta làm như vậy. Thường là ít khi người ta làm. Nếu như theo ý kiến của bạn thì chỗ này mình sẽ khai báo trước, rồi mình sẽ lấy cái new này nè, mình đưa xuống dưới. Tức là khi nào mà biết N thì mới new, còn không biết N thôi. Vậy bạn đưa xuống đây, bạn đưa xuống đây thì cũng ok. Đó, nhưng mà thường ít khi mà người ta ta khai báo new ở đây, chỗ này new N. Đó là một cách cũng rất là hay, nhưng mà thường người ta sẽ ít xài. Ví dụ ở đây là 3 thì nhập 3, 3 nhập 3, 4 nhập 4, 5 nhập 5. Thì các bạn cứ thử. Rồi sau này thì khi mà mình đã học qua đến Arraylist rồi thì cái phiền toái này nó biến mất, thì mình cũng không cần phải xài cái này nữa. Và khi mình đi làm á, thì mình cũng xài là Arraylist là chính, list và Arraylist, chứ ít khi mình xài cái array kiểu này. Array kiểu này thì mình truy cập nó rất là mất công. Đó là bài nhập xuất, tìm ra có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Chỗ này khi mà mình đã có mảng rồi á, thì các bạn tìm nhỏ nhất nó rất là dễ, lớn nhất nó rất là dễ. Hôm trước mình tìm min và max của ba số phức tạp, bây giờ chúng ta sẽ tìm min và max của mảng, nó đơn giản hơn rất nhiều. Y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn, nếu như mà mình khai báo sau thì mình có thể dùng chấm len, bởi vì cái len tức là n phẩy y cộng cộng, len tức là n. Trước đó thì mình sẽ có một cái min, trước đó thì mình sẽ khai báo một cái min, min, rồi nếu cần mình khai báo một cái max, mình khai báo min trước đi, min. Xuống đây trước khi mình tìm min thì mình gán min bằng gì? Mảng thứ thứ không, là coi như cái đứa đầu tiên là nhỏ nhất, coi như đứa đầu tiên là nhỏ nhất. Và chỗ này mình có cần phải chạy từ không nữa không? Bởi vì bạn đầu tiên là mình coi như nhỏ nhất rồi,
thì mình so là mình phải so từ bảng tiếp theo, chứ mình không so bảng đầu tiên nữa. Vô đây mình sẽ kiểm tra, nếu mà min mà lớn hơn mảng thứ y, min mà lớn hơn mảng thứ y thì hoán vị. Hoán vị, cái bài hoán vị mình học rồi đúng không? Bây giờ hoán vị mình sẽ khai báo một cái biến tạm, nó sẽ bằng min. Biến tạm sẽ bằng min. Min sẽ bằng ARR thứ y. Và ARR thứ y, array thứ y sẽ bằng tạm. Hoán đổi, xoay dòng. Còn gì nữa không ta? Hình như thiếu đúng không? Này là mình đang tìm min thôi chứ chưa có sắp xếp. Mới tìm min. Ố, quên, tìm min mà. Gán thôi chứ, đâu phức tạp vậy. Min bằng đang bị rối rồi. Thứ y. Tìm min thôi. Đang bị rối. Như vậy mình tìm min thì ở đây mình sẽ xuất ra min. Xuyệt n min cộng với min thì nó sẽ xuất ra cho chúng ta giá trị nhỏ nhất. Nhập số phần tử 5. Min bằng 1. Chúng ta đã có số phần tử min. Đó là tìm số nhỏ nhất. Bây giờ trong trường hợp mà chúng ta sắp xếp. Sắp xếp thì chúng ta sắp xếp đơn giản. Nó có cực kỳ nhiều phương pháp sắp xếp. Mình có thể dùng phương pháp sắp xếp của người ta. Hoặc là ở chỗ này các bạn sẽ dùng array. Ở đây trong bài của chúng ta thì các bạn sử dụng array để dùng phương thức sort. Dùng phương thức sort sắp xếp. Vậy sắp xếp cái gì? Sắp xếp cái mảng nguyên này. Sắp xếp mảng nguyên. Và sau khi sắp xếp xong thì các bạn xuất cái mảng này ra. Hôm sau mình viết cái hàm xuất riêng nha. Hôm sau mình viết cái hàm xuất riêng. Tại vì mình viết chung như vậy á, mình gọi đi gọi lại mình phải copy mảng nó bất công lắm. Mình dùng array sort. Cái mảng mình cần sort. Xuất lại lần nữa. Xuất lại lần nữa. Chạy thử. Mình nhập vô 5 phần tử và ngẫu nhiên tí. 4, 1, 8, 2, 7. 4, 1, 8, 2, 7. Sắp xếp thành 1, 2, 4, 7, 8. Đã sắp xếp xong. Đối với lại sort. Nếu như chúng ta dùng ở đây nó có, xem nó có một cái phương thức, có một cái phương thức sort. Mình sẽ đưa vô cái kiểu cho nó sort là sắp xếp tăng hay giảm. Bạn muốn sắp xếp tăng hay giảm? Kiểm tra cái gì? Comparator. Bạn muốn kiểm tra cái gì? Thì lúc này nó sẽ cho mình sắp xếp tăng hay giảm. Còn nếu như mà không thì các bạn sẽ
chỉ có sắp xếp tăng thôi đó. Như vậy chỗ này đối với lại cái camperator này mình có thể là đưa vào để chỉ định cho nó là sắp xếp tăng hay giảm. Nghiên cứu thêm cái phần này nha, đó là phần short để mình chỉ định cho nó. Cái phần short này của chúng ta đây, giả sử chúng ta dùng đến cái này thì nó hỏi là sắp xếp cái gì, thì mình sẽ đưa cái mảng của mình vô, đưa mảng mình vô. Còn cái C này thì mình sẽ sử dụng cái comparator của nó để mình tìm cách comparator, thì các bạn sẽ search thêm cái hàm sọt này để mình tìm cách mà mình sắp xếp giảm. Đó là phần sắp xếp của chúng ta đối với lại bài lắp 4, mình chỉ cần làm như vậy, sắp xếp cho số đầu tiên của mảng là số nhỏ nhất, sau đó so sánh duyệt mảng và kiểm tra phần tử chia hết cho 3 thì tính trung bình cộng. Mà muốn tính trung bình cộng thì sao? Phải tính được tổng à với lại số phần tử. Như vậy muốn tính được trung bình cộng thì mình phải tính được tổng của nó là bao nhiêu và số phần tử của nó là bao nhiêu. Rồi bây giờ các bạn điểm danh ở đây giúp thầy. Những bạn nào mà online, những bạn online các bạn điểm danh trên Google Meet bằng cách là